nhung ta dạng tree rose, cây nhỏ bạn nhé. Lúc nãy các bạn vừa nhìn những cái cây tree rose, hồng đào, hồng bạch xếp và hồng nhung ta rất là to. Thì cái cây nó đã đẹp luôn rồi thì tất nhiên là giá nó sẽ cao hơn. Còn nếu mà bạn nào có đất mà muốn yêu thích chăm sóc cây, có thể mua những cái chậu như thế này, nó đã có cái thân chi mà chúng tôi tạo rồi, thì về nuôi dần lâu thì nó sẽ lớn lên và thành những cái cây rất là to, đẹp, giá trị như kia. Và có thể tự mình chăm sóc lên thì mình cũng sẽ thấy yêu thích cái cây của mình hơn.